cứng. Thôi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Ngọc Chẩn, năm nay em 32 tuổi, đến từ An Giang. Công việc em là nhân viên bán hàng của công ty tài chính. Quyền nào? Dạ, Quyền Châu Phú. Về An Giang, dạ, đi qua Giang. Long Xuyên. Đi qua Long Xuyên ạ. Rồi. Rồi, xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em tên Lê Thị Trúc Đào, năm nay em 25 tuổi, em cũng quê ở An Giang. Hiện nay em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty mỹ phẩm ở Sài Gòn ạ. Huyện nào em? Dạ, em ở huyện An Phú ạ. Có gần không? Cách nhau khoảng hơn 40 cây ạ. Rồi, bây giờ mời bạn nam mình sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Dạ, khuyết điểm là em dễ nóng giận với những lý do không đâu vào đâu. Trời đất ơi, tự nhiên có chuyện gì cũng nóng giận hả? Dạ đúng ạ, khi đi em vấp phải đá hay là gì đó em cũng giận. Và có khi em chửi xung quanh. Rồi. Chửi ai? Là chửi động đó, phải không? Dạ chửi động đúng rồi, chị Thư nó đúng. Dạ. Nắng mưa bất thường luôn hả? Dạ không, không tới nổi vậy. Mình biết nhậu không ha? Biết chút chút à. Rồi Đào, em nói về ưu điểm với khuyết điểm của bản thân nè. Ưu điểm em thì hòa đồng, dễ nói chuyện chị, cũng vui vẻ. Khuyết điểm em cũng hơi nóng tính như bạn nam vậy. Với lại tính em hơi ngang. Giống như là mạnh mẽ quá, giống như đàn ông á. Nam tính đó. Ví dụ khi mà gặp một cái tình huống gì em xử lý mà em nghĩ đó là em đàn ông. Công việc sale mà phải giao hàng á, thì thường thường mấy bạn nữ hay là nhờ đồng nghiệp nam giao hàng giùm. Nhưng mà không, em là tự làm được là em làm hết á. Chắc do nam tính quá nên mọi người không yêu nên tới ế vẫn giờ á. Tròn tròn dễ thương. Dễ thương nhưng mà được mấy mối tình rồi Nam Thư? Dạ, cái này em thì mối tình chính thức thì em chưa có. Có hôn nay chưa? Dạ chưa. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Trời ơi. Còn em trai? Dạ em có hai mối tình, nhưng nghĩ là mối tình đơn phương nè. Cũng đơn phương luôn hả? Dạ. Tức là mình yêu người ta, mình không có nói. Dạ có, em có nói là bạn đến thời điểm em thổ lộ thì bạn đó đã nói có bạn trai rồi. Hay là em nói trễ quá? Dạ cũng có thể. Sao yêu đơn phương không hả? Chào Chẩn. Dạ chào chị Thư. Mặt thấy thương quá. Ý, đợi xíu. Anh lính qua đây nhìn nè. Cái gì? Qua đây. Hả? Qua đây. Có gì lạ lắm hả? Sao? Giống lắm. Dạ em chào anh Linh. Cũng múp míp như nhau. Dễ thương, giống. Dễ thương nha. Như nhau. Tròn tròn như nhau. Trước giờ yêu đơn phương không hả? Dạ. Trời. Bên đơn phương, bên chưa có mối tình nào hết. Có nắm tay ai chưa? Dạ có. Có hung cô gái nào chưa? Dạ có không. Ủa đơn phương sao hung được ta? Hung qua ông cảnh vậy. À hung tấm ảnh hả? Hey, cái vụ lạ nha. Hung ảnh là sao? Tức là mình tức lấy là hùng. Bạn nữ không cho hung thì mình cầm tấm hình bạn nữ hung cho đỡ. Trời ơi tội nghiệp không? Thôi nói tôi tội nghiệp dữ vậy. Dễ trời. Dễ thương quá. Thấy thương quá à. Em nãy em nói sinh năm mấy chị quên rồi. Dạ 1987. Bên này 84. Sao bấm ra không? Nó thích coi bói không? Dạ. 87 là mạng quả đúng không? 94 dạ. Là mạng gì ta? Quả luôn. Dạ. Bên kia là lưu trung quả, còn bên em là cái gì quả? Sơn dầu quả. Dạ chị Thư ơi. Ơi. Cho em dính chín chút, em là quả trung kim à. Lưu trung quả chứ, 87 là lưu trung quả. Qua quả sơn. Qua quả sơn. Kỳ mới qua coi phim quên. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè. Hai đứa dễ thương lắm á. Theo em á thì cái người trong mộng của em, em hình dung nó sẽ như thế nào? Cao trên 1m6. Hơi gần gần á. Trên. Đẹp trai thì không cần đẹp trai lắm, nhưng mà là người của gia đình. Em này là gia đình rồi đó, rất là hiền lành luôn. Bảo đảm ngày nào cũng lấy hình em ra hung. Em có hình em đưa mượn hung cái. Có người thì hung hình chi anh. À có người hung người hả? Dạ. Bây giờ Chẩn là ở dưới quê, làm dưới quê, em làm Sài Gòn. Ví dụ như hai đứa tiến tới nhau mà được đi, rồi em có chịu về quê không? Cùng quê thì chắc cũng về quê được đó chị. Cùng quê mắc mớ gì cũng về quê. Bây giờ em muốn tìm bạn gái thế nào nè? Dạ bạn gái phải hiền, biết chăm lo gia đình. Bên kia hiền khô à? Dạ. Bạn gái cao trên 1m55 là được rồi. Rồi xong. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Giống như là thoáng trong các mối quan hệ của em là được. Tức là đừng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ. Vậy quản lý tiền bạc thì sao? Cái đó thì không vấn đề chị. Chà. Đem lên quà tặng là thấy kèo thơm rồi đó. Được rồi đó, ổn rồi đó.
Bên đàn trai tao tiết kiệm lâu lắm, mới bỏ ống tuần trước á. Dễ thương, hiền. Được rồi. Nhìn rất là chân thật. Hôm nay chẩn đi với ai? Hai người anh họ và một chị dâu ạ. Rồi xin mời đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi nào. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào các anh chị trong vòng quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Tam, anh họ của bạn Chẩn. Theo anh nhận xét là bạn gái bên này là cũng được và cũng hợp với em. Anh mong là hai đứa em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến bên bờ hạnh phúc. Xin hết. Đào. Dạ. Hôm nay em tới đây với ai? Dạ em tới với hai dì của em ạ. Kính chào anh Quyền Linh với Nam Thư. Dạ. Với quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Cháu này cũng được, dễ thương, cũng hiền hậu. Thì bên đây cháu tôi nó cũng tự xưới và nó cũng hiền vậy đó, đi làm thông suốt vậy. Vậy thôi chứ không có biết đi chơi hay là như này kia bé. Nên là dì cũng mong nếu mà được hai đứa cũng cho nhau một cơ hội để tìm tới bến bờ hạnh phúc. Dạ. Rồi cảm ơn dì. Xin cảm ơn. Cho mình kéo rào. Tấn công liền người Trận. Bắt đầu đi. Hôm nay có món quà. Em cũng có một món quà em tặng anh. Cái này thì cũng không có sang trọng gì, cái này là do tự tay em làm. Thì cái này là móc khóa hình cỏ ba lá. Thì em hy vọng anh có được niềm tin, hạnh phúc và cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương hơn anh tưởng nhiều. Em cũng thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Nói chuyện cũng có duyên. Em là người đầu tiên khen anh vậy đó. Thì anh là kinh doanh mà phải có nói chuyện có duyên thì khách hàng mới mua hàng chứ. Anh có công việc mà anh có tự dưng anh mất tích 1-2 tuần không? Anh không có thông báo gì với em hết không? Không, số điện thoại anh là liên lạc thông suốt 24/24 rồi. Tại vì hồi trước thì cũng có tìm hiểu thì anh đó em tìm hiểu cũng 1-2 tháng gì đó. Nhưng mà ảnh lại tự động anh mất tích 1-2 tuần vậy đó. Anh không liên lạc với em. Em cũng gọi lại nhưng mà tính em ngang với nóng quá. Cho nên là em gọi lại không được là em kéo vô sách đen hết. Cái đó là do trường hợp là điện thoại anh hết pin hoặc điện thoại bị hư. Nên không liên lạc được thôi chứ điện thoại anh sẽ liên lạc được thường xuyên. Dạ. Em không thích ví dụ mà ghen bậy bạ. Cái nghề kinh doanh mà anh cũng biết rồi thì mình tiếp xúc nhiều người, mà trong đó thì khách hàng mình cũng đủ loại, có nam có nữ. Thì khi mà mình tiếp xúc khách hàng thì mình cũng phải nói chuyện ngọt ngào với khách hàng. Mà khi đó mà nếu như mà bên nam mà ghen tuông bậy bạ thì cái đó cũng ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều. Em không thích cái vấn đề đó. Thì công việc của anh cũng tương tự như em nên anh cũng có rất hiểu vấn đề đó nên em yên tâm. Chẩn là con một đúng không? Dạ. Ở chắc chắn phải ở với Chẩn với ba mẹ đúng không? Vậy là cũng là mình phải làm dâu đúng không Đài? Em có ngại vấn đề đó không cưng? Gặp được mẹ chồng tốt thì ok. Yên tâm, mẹ anh rất là thương con nhau. Làm dâu anh nghĩ rằng thời buổi hiện đại này nó giống như tấm gương thôi. Mình soi mình sao thì ngoài nó như vậy thôi à. Em ở nhà mấy người? Nói cho bạn biết đi. Dạ nhà có ba mẹ và em. Rồi bây giờ thế này nè, hai đứa nhìn nhau khoảng 30 giây để xem trái tim có rung động hay không. Nhìn đi nào. Cười mỉm chi cọp cái coi. Thấy bạn gái cười sao? Bạn gái cười dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Em thấy trong tim mình nó có đập khác thường không? Nó khác lắm. Hồi đó giờ em có gặp một cô gái nào như thế này chưa? Dạ chưa. Hy vọng là sau bữa này về là không cần ôm hình ai hung nữa. Hiểu không? Người thật việc thật luôn nha. Bây giờ là tới cái thời khắc quan trọng. Bây giờ các bạn để tay mình nút bấm đi. Kiểm tra lại xem nhịp tim mình thế nào, có cùng chung gì đập hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Ôi ơi.
Linh cũng có vậy. Nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ nè, là giờ phút không có hung qua ảnh nữa. Người thật, việc thật. Sao? Kinh nghiệm mình hung qua ảnh, mình hung sao vậy? Mình làm y chang vậy á. Hung qua ảnh sao? Thí dụ tấm ảnh hung qua sao? Tấm ảnh vậy á. Thí dụ tấm ảnh nè. Mỗi lần em hung qua ảnh hung sao? Không có người, không có. Không có người à? Hung đi. Từ từ. Sao? Sao? Em sao Đào? Dạ. Từ từ, để nguyên, hung đầu tiên đó, để nguyên. Hít vô, hít vô. Hít vô. Hít. Hít mạnh vô. Hít hai hai luôn. Đào thấy sao Đào? Dạ em ngại quá. Hai đứa ôm chặt nhau cái nào. Ôm vô. Chặt vô, ôm chặt đi. Vô. Ông ôm em nhìn Đào chứ ông nhìn tôi chi? Ông chẩn này. Chặt vô, ôm chặt. Bạn đâu ngại lắm. Để nguyên, để nguyên. Cảm ơn các bạn. Và trên này thêm một chút cho chương trình biết về cái ưu nhược điểm của anh nhé. Mời anh ạ. À em ở mình cũng mới này. Lái xe như vậy thu nhập của mình có ổn định không anh? Về tiền lương thì cũng ổn định. Trong này đóng mình chia sẻ một chút về cái chuyện tình trường của mình. 85 là mình đã từng lập gia đình chưa ạ? Là mình chưa từng kết hôn lần nào không anh? Không, anh phải chia sẻ rõ nha. Hiện giờ là mình độc thân là đúng rồi, nhưng mà trước đó thì anh đã từng lập gia đình lần nào chưa? Chưa luôn. Rồi vậy thì anh chia sẻ những mối tình đó đi, là quen lâu lâu sao mà không hợp, không tiến đến được với nhau. Mối tình mà đó ba năm quen người xa hơn đó, cũng nói là không hợp nhau chia tay nó trước vậy đó, coi như là gặp người nào cũng là không hợp, mà cái mối là dài nhất là 3 năm đó hả? Ừ. Rồi là ví dụ như trong thời gian mình làm việc này kia có tìm hiểu tiếp xúc ai thêm không hay như thế nào? Anh nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh Thọ. Dạ. Điểm mạnh thì biết nấu ăn. Nói chung là hòa đồng vui vẻ. Nấu ăn được không? Nói chung là những cái món ăn đơn giản thôi. Muốn mà để mà một mình thì phải học thêm. Có những cái mà hay vượt bụi luôn á, rồi cái nói mưa gì á, hết hồn thôi chứ không có để bụng. Ủa cái này là mình ngủ sao mình biết, hay ai nói, ai ngủ kế bên mình nói hay sao? Ai nói, ai nói? Ừ, cái nào ngủ chung bạn gái, bạn gái nói vậy không? Không. Không ngủ. À, là hồi giờ chưa ngủ chung bạn gái lần nào đúng không? À, rồi, à, anh Thọ chia sẻ về cái hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi nè. À, ngoại hình, tuổi tác, vùng miền rồi sao? Ngoại
đơn giản thôi. Còn người là được là đừng có mong quá. Còn khu vực thì em muốn quen tình trạng như ở Phan Trang cũng được, cũng là đang tiếp đổi lại thôi, đổi lại tới Phan Trang thôi chứ còn xa hơn thì được. Ví dụ cùng quê đó mà ta đang làm việc ở Sài Gòn này kia cũng được luôn hay sao? Dạ. Nói chung là cũng gần ở nhà là cũng mà. Ừ. Mà ví dụ người ta cũng cùng quê với mình mà người ta đang làm việc ở Sài Gòn thì có được không á? Dạ cũng được. Ờ, rồi ok tiếp đi anh ơi, về tuổi tác này kia thì sao? Ừ. Ừ. Coi như cái người bạn gái này cũng chưa từng lập gia đình luôn hay sao anh? Ờ, rồi. Nhưng mà lỡ có người ta lập gia đình mà người ta chưa có con rồi này kia được không? Rồi, ok. Rồi có. Ừ. Coi như là đã lập gia đình mà chưa có con thì được, đúng không? Ừ, dạ rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn gái nữa không anh? Ủa là anh Thọ ở ngoài đó là anh có ở chung với gia đình, ở chung với ai không? Ở chung với ai anh nói to giùm em đi. Đang ở chung với à, là sau này ví dụ có vợ là cũng phải về làm dâu đúng không? Ừ. Rồi em thấy anh Thọ hiền quá nè. Bây giờ là có chuyện tổ tài cho anh được cái gì không? Ca hát chạy múa hay à, thể thao được gì được không? Ừ, rồi hát thử em nghe bạn đắng đi rồi mình kết thúc cái buổi cáp ngày hôm nay. Rồi hát luôn đi anh. Rồi ok anh. Đông quá giống của em. Giờ này hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Giờ này hai đứa yêu nhau một bước không nhiều. Một quán hai đứa ước mơ đã quá xa xuống. Mãi nhờ chân ta mong tâm trở về. Để mình đẹp mãi có em. Để mình đẹp mãi dưới tục thật xinh. Rồi ok, đó lên là phải tự tin mạnh dạn như vậy nha. Bên nhà gái người ta mới đồng ý cho mình cơ hội để hẹn hò. Chứ người ta thấy mình nhát nhát này kia quá, người ta cũng không có bắt nút chọn mình đâu nha. Nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với anh về nội dung nha. Thì bởi nhưng hiện tại thì là mình đang sống ở đâu? Dạ, em chào chương trình. Hiện tại là Cà Mau đi làm gì cả Bình Dương á chị ơi. Ờ, anh đô là sinh năm đô là dạ sinh năm 85 chị ơi. Mình làm công việc gì ở Bình Dương? Dạ công ty nệm mót á, nệm ghế sofa mình á. Là mình là bận nào? Dạ đóng gói chị ơi. Tụi anh đô chia sẻ đô chia sẻ có ưu điểm đặc biệt của mình là điểm yếu của mình là gì? Dạ rất là thao không cốt. Dạ có nhậu mà ít. Nhậu ít là bao nhiêu? Dạ nhậu ít là hay đi nhậu ít là hay thì sao? Ít đi nhậu hay sao? Dạ đi bạn bè rủ nhiều lắm đi. Rồi ngoài những cái này ra, tính tình mình như nào này, là có sở trường hay không? Dạ. Tình là hiền hiền nhát chưa?
Nhưng nhát thế này là nhát thế này là tập yêu ai tập là tính chia sẻ mình tính chia sẻ mình cùng trường của mình. Dạ chưa, chưa từng yêu ai. Là chưa có một mối tình nào luôn. Chưa có một mối tình nào luôn. Đơn phương cũng không có, đơn phương cũng không có. Dạ có đơn phương nhưng người ta còn lấy lấy chồng hết. Rồi, thế là tìm một mẫu và mẫu gái bạn gái Việt Nam. Cao mét 55 trở lên được. Ngoại hình dễ nhìn thì quê quán của bạn, quê quán của bạn nữ sao? Dạ, quê quán. Quê quán tuổi tác, tuổi tác bạn sao? Quê quán thì cũng ở thành phố, ở dưới quê, nói chung là ở đâu cũng được, nhưng mà quan trọng là người lớn cái thương mình đặt không. Anh Mô Đài Văn làm và đang làm ở đấy lâu chưa? Ở đấy lâu chưa? Nhưng mà anh nói lại là đang làm ở đâu? Đang làm ở đâu nào? Dạ công ty Niệm Mod mà xếp bảo thon ở khu công nghiệp Phố Trắng Tân Quyên kia. Thu nhập của mình ổn định không? Ổn định mà quen lại không? Quen lại không? Quen lại không? Quen lại không? Dạ. Thu nhập của mình có tốt không? Có tốt không? Quen bạn cũ với bạn cũ bạn không? Cũng trung bình chị ơi. Rồi mình có kế hoạch mình cho tương lai chưa? Tương lai chưa? Yêu bằng đâu đâu? Đâu đâu? Đời xong đời xong thì là đâu? Đâu? Dạ thì theo bạn gái em thì nếu mà tính là về quê là sao cũng được. À, tính là về quê là về quê anh nhỉ? Dạ quê Cà Mau chị. Tây. Rồi là mình vẫn tiếp tục làm công việc tiếp tục là sao ạ? Máy sao ạ? Dạ. Rồi, hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình. Của chương trình chương trình là chọn được chọn tiếp theo cái mình rồi mà ngồi được người vừa cho mình rồi. Rồi sẽ có một bạn biên tập bản biên tập lắng tử với anh nha. Với anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ anh ơi, mình phỏng vấn xong rồi á, mình tắt cuộc bấm đổi lời cuộc gọi giúp em nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn ạ.